Sau đây là phần cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, số ca COVID-19 trên địa bàn tỉnh những ngày qua liên tục tăng và trong 24 giờ qua có 56 ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận. 7 trên 8 địa phương của tỉnh đều có ca nhiễm COVID-19. Trong 56 ca COVID-19 vừa ghi nhận từ 18 giờ chiều ngày 17 tháng 8 đến 18 giờ chiều hôm nay 18 tháng 8, thành phố Vũng Tàu có 24 ca, thị xã Phú Mỹ 12 ca, thành phố Bà Rịa 8 ca, huyện Châu Đức 7 ca, huyện Long Điền và Xuyên Mộc cùng ghi nhận 2 ca, huyện Đất Đỏ 1 ca. Toàn tỉnh hiện có 17 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện, trong đó 9 bệnh nhân nặng. Các bệnh nhân này đều lớn tuổi, hầu hết đều có bệnh lý nền. 24 giờ qua có 104 bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà khỏi bệnh. Hiện cả tỉnh còn 277 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại nhà. Đến nay, toàn tỉnh đã có 12% công dân từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 4 phòng COVID-19.